Rồi, bây giờ mình xét số 2 nhỏ là cường độ và điện áp hiệu dụng của điện xoay chiều nha. À, kênh thực tế dòng điện xoay chiều nè, dòng điện xoay chiều có cường độ Y bằng Y0 nhân cho cos của omega t cộng cho phi y. Kênh thực tế dòng điện xoay chiều nào cũng biến thiên rất nhanh, bởi vì tần số của điện xoay chiều, tần số f biến thiên từ 50 Hz đến 60 Hz, tất cả điện xoay chiều đúng không em? Đó, cái mà đang sử dụng đấy ở mạng lưới điện Việt Nam, tần số đang sử dụng là 50 Hz. 50 Hz nghĩa là gì ạ? À? Chu kỳ là 0.02 giây, 1 chia f 0.02 giây, có nghĩa là 0.02 giây đã thực hiện một dao động rồi. Em suy nghĩ đi, cho nên biến thiên rất là nhanh, phải không ạ? Cho nên cái người ta quan tâm là không quan tâm cái giá trị tức thời. Thực tế đấy, giá trị tức thời chỉ có đề thi quan tâm thôi, nhớ nha. Mà nếu như đề thi quan tâm giá trị tức thời, các giá trị tức thời mà đề thi quan tâm thì rơi vào bài toán mà là dao động điều hòa, mình đã xét từ đầu tới giờ rồi, em hiểu không ạ? Vẫn tuân theo quy luật giống y không khác gì hết đó. Sử dụng cái hàm cos tức là dòng điều hòa để giải bài toán tìm thời điểm hay gì đó, đúng không? Thì giống như cái đã học. Cái thực tế người ta đang quan tâm là cái các giá trị tác dụng trong thời gian dài đó. Ví dụ như ở nhà mình bây giờ đang xài tự nhiên là cái tủ lạnh nó hư, kêu thợ điện tới, ổng đem cái máy, ổng đo hai đầu này, ổng thấy cái mê kế chỉ là bao nhiêu đó ampe, 2 ampe chẳng hạn, đo cái chỗ khác là tới 2 ampe nó không có hư, đo chỗ này không có dòng điện chịu qua nó hư chỗ này, à đó vậy đó. Thì cái số chỉ của cái mê kế đó số chỉ là 2 ampe, còn trên thực tế dòng điện này nó biến thiên liên tục mà, phải không? Biến thiên liên tục, thời gian tăng thì điện giá trị tức thời này biến thiên liên tục, từ trừ Y0 không rồi Y0 thì ngược lại không rồi trừ Y0, nhưng cái thể hiện đứng cái mê kế đó là một giá trị cụ thể, là một giá trị xác định hoàn toàn đó. Cho nên cái người ta quan tâm ở đây không phải là giá trị tức thời, quan tâm trong thời gian dài, phải không ạ? Với giá trị thực tế đang sử dụng đấy đó, là số chỉ cái dụng cụ đo đấy. Cho nên cái mà đang quan tâm ở đây là giá trị tác dụng trong thời gian dài, các giá trị thực tế đang sử dụng, và giá trị đó gọi là giá trị hiệu dụng, đúng không ạ? Cho nên là nhớ dòng nè, dòng điện xoay chiều biến thiên rất nhanh, dòng điện xoay chiều biến thiên rất nhanh nên không thể quan tâm các giá trị tức thời mà không thể quan tâm các giá trị tức thời mà quan tâm các giá trị tác dụng trong thời gian dài, trong thời gian dài đấy, yeah, cái điều thời gian dài mới nhìn đây. Bây giờ xét dòng điện không đổi xét dòng điện không đổi có cường độ là Y. Dòng điện không đổi tức là dòng điện một chiều, dòng điện một chiều có cường độ không đổi là Y, rồi qua điện trở
R nghĩa là sao? Có nghĩa là thầy cho dòng điện không đổi có cường độ là Y chạy qua điện giải R, thì lúc này từ nó 11 em biết được là công suất tỏ nhiệt trên điện trở là B sẽ bằng là R nhân cho Y, Y bình. Được chưa? Công suất tỏ nhiệt điện trở là R, Y bình. Rồi, bây giờ khác mình cho dòng điện Y bằng Y0 nào đó nhân cos của omega t. Ở đây phi Y không ảnh hưởng, mình bỏ cho nó gọn đi. Y bằng Y0 cos của omega t qua điện trở R luôn. Qua điện trở R thì lúc này nè, công suất B cũng sẽ bằng là B phải đó sẽ bằng là R nhân cho Y, Y bình phương. B bằng R Y bình, hay viết lại R Y0 bình nhân cos bình của omega t. Hay viết lại nè, B phải sẽ bằng cos bình này mình hạ là xuống, cos bình phương A 1 cộng cos 2A tất cả chia 2 mình tách ra luôn. Tất ra là R Y0 bình chia 2 cộng R Y0 bình chia cho 2 nhân cho cos của 2 omega t. Thấy chưa? Rồi, nhìn nè. Trong thời gian dài tức là sao? Tức là cái thời gian t này nè nó lớn thì suy ra cos của 2 omega t này, người ta lấy trung bình lên coi như nó bằng không, lấy trung bình của một cos nó bằng không. Em cứ hiểu như thế này, vài hôm nữa em học tích phân em sẽ biết bản chất của cái này chính là tích phân của hàm cos này. À, trong thời gian dài, trong thời gian dài thì chia ra rất nhiều số nguyên lần chu kỳ và cứ trong chu kỳ là bằng không hết. Cứ nghĩ là từ trừ 1, 0, 1 rồi 1 quay về 0, quay trừ 1, em tổng tất cả cái giá trị đại số lại ra không. Trong một thời gian rất dài như thế thì chia ra được rất nhiều số nguyên lần chu kỳ mà số nguyên lần chu kỳ là bằng không hết. Còn số lẻ đó, số lẻ đó hiển nhiên là nhỏ hơn 0,02 giây, không đáng kể. Em hiểu không? Không đáng kể, cho nên người ta bỏ qua luôn đó. Cho nên trong thời gian dài thì lấy trung bình ở đây ra là bằng không, cho nên lúc này nè, B phải sẽ bằng là R nhân Y không bình chia cho 2. Cái này bằng không rồi, bỏ đi. Đó, Y không bình chia 2. Rồi, nhìn nè, hai cái giá trị công suất B bằng R Y bình thì B bằng R Y không bình chia 2. Đó, hai giá trị này người ta thay đổi giá trị Y này nè, Y thay đổi sao cho R Y bình này bằng R Y không bình chia 2, tức là thay đổi sao cho công suất tỏ nhiệt là như nhau, phải không ạ? Cho nên là nếu B mà bằng B phải thì suy ra được R Y bình sẽ bằng là R Y không bình chia cho 2, R Y không bình chia cho 2. Đó, từ chỗ này em suy ra được Y sẽ bằng Y không chia cho căn bậc 2 của 2. Đó, Y bằng Y không chia căn bậc 2 của 2. Giá trị Y này gọi là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.